Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay là ngày 28 tháng 3 năm 2019, cơ sở chúng em cập nhật về khá là nhiều loại lan mới lạ đấy ạ. Và có một số loại lan là vẫn còn đang có nụ và một số vẫn đang nở hoa rồi. Đấy. Và trước khi đi vào báo giá giới thiệu chi tiết những mặt hàng lan mà chúng em có để chia sẻ cho mọi người thì em xin giới thiệu về cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn nhé. Các bạn đặt hàng vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin trực tiếp vào hai số điện thoại của shop chúng em là số 0984754102 nhé. Và thêm một số nữa là 0967615815 ạ. Đó. Cơ sở chúng em gồm có hai số điện thoại đấy ạ. Và chúng em nhận trực tiếp đơn hàng từ các bạn gọi điện thoại trực tiếp và nhắn tin trực tiếp vào hai số điện thoại đó nhé. Và còn một số tin nhắn Zalo mà các bạn nhắn tin vào số điện thoại Zalo của shop ạ, thì chúng em lại không check Zalo được đâu nhá. Nên là các bạn cứ chủ động nhắn tin cho chúng em một cái rồi chúng em sẽ liên lạc lại các bạn luôn, hoặc là nhắn tin cho em đơn hàng và địa chỉ luôn. Đấy, cho nó nhanh gọn các bạn. Thực sự là nhiều bạn cứ đi vào gọi Zalo với cả nhắn tin Zalo thì nhưng mà chúng em không có thời gian để chúng em xem tin nhắn của các bạn đâu nhá. Đó. Và bây giờ em đi vào báo giá chi tiết từng loại lan mà hôm nay em có cho mọi người luôn. Thì ở đây em có 6 phần trần tuấn. Đó, gồm có 6 phần trần tuấn như trong hình đấy ạ. Em giới thiệu những phần nó đẹp đẹp trước này. Đấy. Đây là một cái phần lan rất là đẹp đấy ạ. Là một dề luôn nhé các bạn nhé. Đấy, phần lan rất là đẹp này là phần số 1 nhé các bạn. Phần này em bán giá với 400.000 ạ. Là liền một dề nhé các bạn nhé. Đó, bông trần tuấn đấy ạ. Đấy, phần lan này là liền một dề nhé. Đó. Và có khá là nhiều thân tơ đấy ạ, 400.000 ạ. Em cứ cho đây là phần số 1 nhé. Còn đây em có 2 phần 300.000 đây. 2 phần 300.000 sẽ gồm có 2 dề ạ. Đây là phần số 2 nhé các bạn. Đó, 2 dề đây. Một dề dài và một dề nó thân ngắn và rất mập mạp luôn ạ. Nói chung hàng dề này nhìn rất là thích mắt luôn. Và đây phần số 3 đây. Thì cũng có giá là 300.000 đấy ạ. Cũng gồm có 2 dề nhé các bạn nhé. Đó. Gồm có 2 dề ạ. Như dề này đây có 4 thân có lá này. Đấy. Dề này cũng 1, 2, 3, 4, 5 thân này. Đấy. Mùa hoa trần tuấn thì đang là mùa này. Nên là cũng là cái mùa dễ thuần nhất của các loại hoa lan rừng, mà thuần vào lúc nở hoa là lúc dễ thuần nhất nhé các bạn nhé. Như lan trần tuấn thì nó cũng rất là dễ trồng thôi. Nó chỉ ưa mát và ánh sáng đủ nhé. Không cần phải có ánh nắng đâu nhé các bạn nhé. Đó. Và đây em gồm có 3 phần này là mỗi phần 200 nữa này. Đấy, 3 phần lan này là mỗi phần 200 nhé các bạn. Đó. Đây mặt bông của lan trần tuấn này. Đó. Mình xem mặt bông này rất là đẹp luôn ạ. Cánh rất là bóng ạ. Đây ạ, mỗi phần là 200 nhé các bạn nhé. Tất nhiên những phần này nó sẽ thành từng khóm lẻ thôi các bạn ạ. Đấy, mỗi phần đều là 200 này. Những cái phần 200 thì được rất là nhiều mầm cây con nhé. Rất là đẹp luôn ạ. Đó, 3 phần đây. 1, 2, 3 phần này. Đó. Mỗi phần là 200.000 ạ. Và tiếp theo đây là những mặt hàng kg của chúng em. Thì trước tiên em giới thiệu cho các bạn cái loại đai châu Thái hàng bọc trụ nhé các bạn nhé. Loại này sẽ có 3 màu lẫn lộn. Và như các bạn đang thấy đây ở trong hình là cái loại mà có giá là chỉ 600.000 một kg thôi này. Loại này có chừng khoảng 4 hoặc 5 cây một kg các bạn nhé. Là rơi vào 600.000 một kg ạ. Đai châu Thái này nó sẽ gồm có cả 3 màu nhé. Có lẫn lộn cả màu trắng nhé các bạn. Màu trắng, màu sắc pháo, rồi màu vàng có đấy, với cả màu đốm tím nữa, 3-4 màu, 5 màu cơ. Đấy. Nói chung là em cũng chưa biết là màu nào ra màu nào đó, tại vì em mua theo hàng kg, mua theo hàng lô về thì nếu nó sẽ lẫn lộn nhau các bạn ạ. Còn ở trên này đây có loại nó đẹp hơn thì nó đắt hơn 800.000 một nó đắt hơn 80.000 thôi. Đấy. Thì nó sẽ rơi vào độ khoảng 3 hoặc 2 cây 1 kg thôi, không đến 4 cây các bạn ạ.
Đấy, có những cây nào xếp nhỏ nhỏ như này thì có khả năng sẽ đến 4 cây nhé các bạn nhé. Lá xếp cực kỳ đẹp luôn, nên cho vào cái lượng hàng đẹp nhé. Đó. Thì bác nào may mắn là được cây nhỏ lá xếp nhé. Đấy. Thì nó rơi vào độ khoảng 2 hoặc 3 cây 1 kg thôi các bạn ạ. Lá xếp chỉ có 1 2 cây thôi các bạn ơi. Những cây to cũng xếp này. Đấy, những cây to xếp rất là đẹp này. Đây. Cây to xếp rất đẹp này. 800 à đâu, 680.000 1 kg. Đấy. Cứ thấy hàng đẹp lại cứ thích 800 800, em cũng muốn lấy lá cao lắm nhưng mà lãi cao quá, các bác cũng lại xì bao lại hơi sông xanh thì mới được đúng không? 860.000 đây này. À đâu, 680.000 các bạn ạ. Cứ còn nói nhầm thôi. Đấy. 680.000 nhá, loại trâu này nhá. Khoảng 3 cây 1 kg nhá. Còn ở đây em có chút trầm Myanmar. Chút trầm Myanmar này thì hàng giống đấy các bạn, chủ yếu hàng gãy nhưng mà rất đẹp luôn. Đây này, chủ yếu hàng gãy nhưng mà toàn thân dài đẹp thôi. Tại vì cái lô này em lọc ra thì nói chung là cũng muốn để trồng đấy, nhưng mà tôi thì vườn đang chật lắm rồi nên là để chia sẻ với mọi người luôn. Còn độ khoảng 2 kg là 650.000 1 kg đấy các bạn ạ. Cái trầm giống này nhá, trầm Myanmar nhá, trầm Myanmar thì bây giờ cũng đang chuyển bị nụ ở đây các bạn ạ. Đây này, úi như thân này bị gãy này, thân này chúng ta lấy về ươm mầm gốc ươm ki vẫn còn lên tốt nhé. Cái này thân tơ như đang nụ hoa này, đó đang nụ hoa này. 650.000 1 kg đấy. Và còn đây là dáng hương sóc tím rừng Lào nhé. Sóc tím rừng Lào thì bây giờ đang mùa lên nụ rồi các bạn ạ. Cây nó cũng nhỏ nhỏ vừa vừa thôi chứ không có cây to nhé các bạn nhé. Đấy, sóc tím rừng Lào này 160.000 1 kg đây. Giá rất là rẻ. Đấy, sắp tới hàng nó lại lên giá rồi các bạn ạ. Nên là các bạn mua cái phần này thì em để được cái giá nó ấy hơn. Vì lô sau về em nghe báo ở dưới kia là ở dưới mối là khá là đắt rồi. Tại vì sóc Lào này em toàn nhập ở dưới về thôi, chỉ còn cửa Cao Bằng không có sóc Lào. Đấy. Cây là những cây như này là vẫn ra nụ được rồi nhá các bạn nhá. Chưa thấy nụ đâu. Đang chuẩn bị nụ rồi. 160.000 1 kg thôi. Còn đây lan đuôi cáo, dáng hương đuôi cáo rừng Cao Bằng đấy ạ. Dáng hương đuôi cáo đấy ạ. Hoa rất cực kỳ là thơm nhá, chuẩn bị cho nụ nhá các bạn nhá. Dáng hương đuôi cáo sẽ nở hoa vào vào tháng 5 nhá các bạn nhá. Thì bây giờ là tháng 3 rồi, chỉ cần chừng độ khoảng chục ngày 20 ngày nữa thôi là cây nó sẽ ra vòi nụ nhá. 260.000 1 kg dáng hương đuôi cáo ạ. 260.000 1 kg nhé. Loại hàng lá lướt thôi, không có lá xếp. Và còn đây em còn bó bó này là hạc vĩ Lào. Còn bó này là hương hoàng thảo thập hoa đâu, hoàng thảo tam bảo sắc. Đấy. Mỗi bó là 100.000. Mỗi bó là 100.000 nhé. Bó hạc vĩ Lào 100.000 và bó hoàng thảo tam bảo sắc 100.000 này. Còn ở đây em còn độ khoảng 2 cân nhất điểm hồng. Nhất điểm hồng thì bây giờ nó cũng đang mùa hoa. Đấy, còn có mỗi thân này có nụ cả đống này. Đấy, đang quả nữa này. Đấy. Hết mùa hoa rồi. Nhất điểm hồng khác với nhất điểm hoàng nhé các bạn nhá. Nhất điểm hồng thì được mặt bông nó trắng hơn nhất điểm hoàng, nhìn nó đẹp hơn và cái họng của nó màu hồng nhá. Có giá là 160.000 1 kg đấy ạ, nhất điểm hồng ạ. Còn độ khoảng 2 kg ở đây thôi. Và còn đây là cái dáng hương miệng kín hai thùy nhá các bạn nhá. Cây lá xếp rất là đẹp và nhìn nó rất giống cây cáo nhá. Thực sự là em đặt cây cáo lá xếp vào đây thì các bạn không phân biệt được luôn. Đấy. Loại này có cái giá rất là rẻ thôi. Chỉ có 100.000 1 kg, em bán giá chia sẻ cho mọi người. Cái dòng dáng hương này nhìn lá nó cực kỳ là đẹp luôn, lá xếp lên rất là đẹp. Đấy, 100.000 1 kg ạ, dáng hương miệng kín hai thùy nhá. Các bạn là search tên ở trên Google, bác Google sẽ trả lời cho các bạn cái mặt bông nhá. Và còn đây là kiều tím. Cái này xấu xấu bạn đặt. Đấy, kiều tím hàng đẹp này. Cái này thì hàng đều đẹp hết. Cái hàng xấu xấu thì
Đấy. Hàng sáng nay em mới dỡ ra cái lô hàng này đẹp phết ạ. Cái lô hàng này có giá là 300 320.000 1 kg thôi này. Đấy. Các bạn lúc nào cũng kêu em bán đắt, nay em bán rẻ cho mọi người một lô đẹp nhá. Em có một dề đây. Dề này cũng tính giá là 320.000 1 kg này. Bác nào thích có mỗi một dề duy nhất thôi. Bác nào thích thì em cân cho nhá. Dề này chắc phải 3-4 cân, tầm 3 cân. Đó, rất là nhiều lá. Kiều tím đang chuẩn bị nụ rồi nhá. Còn ở đây mấy cái lẻ lẻ này thì bác nào lấy dề kia em tặng luôn mấy cái lẻ lẻ này. Đấy. Lấy cái dề to kia tặng luôn. Đấy, mấy cái lẻ lẻ này. Đủ để trồng một khóm nhỏ đấy. Chẳng qua là nó hơi sơ sát thôi, nhìn nó lá nó ấy. Đó, hàng đẹp ạ. Ôi là hàng rất là đều luôn, thân to đều. Không có lẻ mấy, toàn dề khóm. Ít ra thì cũng 2-3 thân trở lên. Khóm này 2 thân. Không có khóm lẻ 1 thân luôn. Chỉ có ấy. Hàng đẹp ạ. 320.000 một cân. Đấy. Còn đây là kiều vàng nhá. Kiều vàng thì bây giờ cũng đang đi vào mùa nụ rồi. Kiều vàng này có giá 180.000 1 kg ạ. Em tìm nụ cái đấy để cho các bác xem. Đấy. Không, chưa thấy nụ. Đang đi vào mùa nụ thôi, nên là chúng ta nên mua thời điểm bây giờ để tránh tình trạng là nụ nó bị gãy. Hết xem hoa trong năm nay. Kiều vàng có giá 180.000 1 kg đấy ạ. Hàng đẹp nhá, nhiều lá nhá các bạn nhá. Thân thì nó hơi teo teo một tí rồi. Đấy. Thân thì hơi héo một tí rồi. Về chúng ta ngâm B1 khoảng 30 phút vớt lên treo, bắt đầu cấy ghép. Các bạn nhá. Như cái này thì gãy rồi. Thì bỏ ra. Tặng luôn cái bác mà mua về kia. Để bác xem về có phân biệt được kiểu vàng với kiểu tím không nào. Đấy, hàng xấu xấu quá. Đấy, nụ này, có cây nhỏ nhỏ như này mà nụ dài như này. Đấy. 180.000 một cân thôi. Còn đây là mặt bông hoa gì đây? Đấy. Mặt bông này cực kỳ đẹp và rất là to luôn này. Đây là cái hoàng thảo trúc đen nhá các bạn nhá. Trúc đen chúng ta trồng trong chậu, vừa chơi kiểng vừa chơi cảnh. Các bạn vào tìm theo cái tên trúc đen ở trên Google, người ta trồng được những cái chậu trúc đen rất là đẹp luôn. Thân nó đen xì mà nó bóng mà nhìn nó cao cao lên như là một búi trúc á, nhưng mà lại có cả hoa để chúng ta chơi này. Như chỗ này còn khá là nhiều nụ nữa và một bông như này đây. Bông hoa này nhìn cực kỳ đẹp luôn, bóng như nhựa đúng không các bạn? Đấy. Trúc đen chỉ có giá là 150.000 một cân thôi này. Đó. Và còn đây là hoàng thảo ý ngọc. Ý ngọc thì bây giờ đang nụ chi chít rồi. Ý ngọc có giá là 300.000 một kg đấy ạ. Đấy, thân trắng, thân tía cũng có này. Đó, nụ chi chít luôn. Đấy, có một vài nụ dài quá là gãy rồi này. Đấy, cái thân này thì mới ra được có 2 nụ. Còn mấy mắt kia là trốn hoa. Đấy, nụ này chi chít luôn. Những cái nụ này trong lúc đóng gói thì chúng em sẽ cẩn thận bọc giấy cho các bạn để các bạn chơi hoa nhé. Ý ngọc ạ, 300.000 một kg đó. Còn đây kim điệp xuân, hết mùa hoa rồi các bạn ạ. Còn mỗi một, đây kim điệp xuân hoa vàng rực đây. Kim điệp xuân hàng đẹp nhá các bạn nhá. 180.000 một kg ạ, kim điệp xuân ạ. Bây giờ cây đang lên mầm chi chít luôn. Còn ở đây em có vài dề. Vài dề này em cân lên bán 200.000 một cân này. Đấy, hai dề này là một cân luôn này. Hai dề này phải hơn 2 cân. Hai dề độ khoảng 2 cân rưỡi. Còn dề này phải một cân rồi. Đấy. Như dề này đây phải đến hơn 2 cân, gần 3 cân. Đấy. Em tính giá 200.000 một cân thôi. Đấy, hàng dề này nhá. Cho nhanh. Bác thích dề 2 cân, có dề 5 lạng, có dề trên 5 lạng nhưng không phải 5 lạng nữa. Em cân để tính tiền nhân với 200.000. Còn đây là quế tím. Quế tím đang chuẩn bị nụ nhá các bạn. Hình như đang mùa nụ rồi sao. Đúng rồi, đang mùa nụ mà hôm qua em còn thấy nụ. Quế tím có giá là 180.000 một cân ạ. Đấy, quế tím. Quế tím năm nay rất là đắt luôn. Và hàng rất là ít, cực kỳ là ít. Đấy. Quế tím do bông rất là đẹp. Bông một tím. À đây đây, nụ đây.
Đây, cây nhỏ nhỏ đang nụ này. Đấy. Còn những cây nào mà chưa ra nụ thì nó sẽ ra sau. 180.000 một cân ạ. Còn lên long tu, em còn ít long tu này. Đẹp thì không phải đẹp mấy rồi, mà xấu cũng không phải xấu. Chúng em lọc hàng rồi. Hàng giống ở trên này. Hàng giống còn một thùng đây. Chúng em ngày vẫn ghép độ khoảng chục giỏ, nhưng mà chưa hết. Còn trong kia còn một thùng nữa. Đấy. Hàng giống thì giá là 220.000 một cân. Đấy, còn cái loại hàng này trung bình thôi, không phải đẹp nữa. Trung bình thôi có giá là 260.000 một cân này, hôm nay bán khuyến mãi. Xấu xấu, cái hàng đẹp thì hôm qua gửi hết cho các bạn đấy giá 280 rồi. Đấy, còn hàng này thì không được đẹp mấy rồi. 260.000 thôi. Còn đây hoàng thảo môi tua. Hoàng thảo môi tua cũng chuẩn bị nứt nụ nha các bạn nhá. Hoàng thảo môi tua có giá là 120.000 một cân thôi, rẻ lắm. Mà hoa rất đẹp, rất là sai hoa nhá, hoàng thảo môi tua. Còn đây sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên 200.000 một cân ạ. 200.000 một cân sơn thủy tiên nhé các bạn nhé. Đấy. Có cả dề cả ấy, lô hàng khá là đẹp. Dề nó khá là đều nhau nhé các bạn nhé, không phải lẻ quá mà cũng không nhỏ quá. Mà cũng không có to quá. Đấy. Hàng trung bình thôi. 200.000 một cân sơn thủy tiên ạ. Đấy. Có khóm này đẹp thế. Khóm này rất đẹp luôn, nhỏ nhỏ. Khóm này rơi độ gần lạng đấy các bạn ạ, khá nặng. Còn đây là hoàng phi hạc em còn hàng giống đấy các bạn ạ, 150.000 một cân, rất là sơ sát luôn, nói chung là không còn cái hàng đẹp đẹp nữa. Đây còn độ khoảng cân hàng đẹp đây, độ khoảng cân hàng đẹp đây, không biết ở trong kia còn không. Có một cân hàng đẹp đây, một dề này thôi, 200.000 đấy, một dề hoàng phi hạc 200.000 nhá, đó. Còn đây hàng xấu xấu này là 150.000 nữa này. Còn đây lan chuối ngọc. Chuối ngọc thì mới về được có mấy cân đây. Hôm nọ em bán xả hàng đi rồi. Chuối ngọc 140.000 một cân ạ. Hàng giống nha các bạn nhá. Đấy, nói chung là bây giờ cây nó nở hoa xong rồi nó xuống lá tàn tạ lắm. Nhìn nó xấu thế thôi, nhưng mà trồng mọc lên là sang năm chúng ta lại chơi hoa nhá. Nuôi mầm nhá. Mầm đang lên này. Đó, 140.000 một cân. Còn đây hạt vĩ bắc đây, mặt hàng cực kỳ là khan hiếm rồi. Chúng em đang vào vườn nhiều loại này để sau này bán thuần cho các khách du lịch lên đây chơi. Đấy. Tại vì hàng bây giờ cực kỳ là ít rồi. Hạt vĩ bắc có giá là 300.000 một cân ạ. 300.000 một cân hạt vĩ bắc nhé. Còn đây là ngọc thạch ba màu. Ngọc thạch ba màu mới bốc xuống này. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Đang chuẩn bị nụ rất là nhiều rồi nhé, ngọc thạch ba màu nhá. Ngọc thạch ba màu rừng bắc. Cái này thì nó sẽ lẫn lộn cả hai màu rồi, nên là em chả biết là như nào nữa. 220.000 một cân ngọc thạch bắc này ạ. Còn ở đây thì hàng cái hàng xấu xấu mà chúng em lọc ra, gọi là hàng giống đi cho nó dễ, 160.000 nữa ạ. Đấy. Cái loại hàng giống là 160.000 nữa này. Đấy. Đây nhá. Còn đây Điện Biên Đông. Điện Biên Đông thân vàng óng đây, còn độ khoảng 5 cân thôi. Điện Biên Đông này có giá là 200.000 một cân ạ. 200.000 một cân nhé các bạn nhé. Bây giờ còn cái này, cái phi điệp vàng. Thôi phi điệp vàng này không bán được rồi. Phi điệp vàng này bán hàng thuốc thôi. Thôi phi điệp vàng này xấu quá nhé, không bán nhé. Hàng em mới về đến nhà mà chưa kiểm tra, các bạn đã xếp ra đây luôn. Tưởng cái gì cơ, phi điệp vàng. Cái này không bán được rồi. Lô này gửi lên là vứt rồi. Lô này mất tiền triệu với nó rồi. Mười mấy cân đây. Lô này chỉ bán đi hàng tàu thôi. Bán đi tàu được 20.000 một cân. Làm dược liệu. Còn đây thập hoa. Thập hoa còn độ 2 cân này đây. Bác nó lấy hết 250.000 này, đống thập hoa này, rất là nhiều luôn. Về chia nhau trồng thoải mái, hoặc là về ghép lên cây. 250.000 nữa. Khách nhận rồi à? Có khách nhận rồi thôi. Đôi vậy em hết hàng rồi. Có khách nhận hôm qua, là khách đặt hàng rồi nhé các bạn nhé. Xin lỗi các bạn, cái phần thập hoa này em không bán đấy nhé. Và còn đây là ngọc thạch ba màu rừng Lào đấy ạ. Ngọc thạch ba màu của Lào này chuẩn chỉ là ngọc thạch
ba màu luôn này, không có lẫn hai màu luôn. Ngọc thạch ba màu rừng Lào thì con nhìn thân nó mảnh hơn thôi, nhưng mà màu sắc rồi bông hoa ăn đứt ngọc thạch Bắc luôn, mà giá rất là rẻ, 180.000 một kg đây này. Dòng này thì nó xong hoa rồi, hết hoa rồi nhá các bạn nhá. Ngọc thạch ba màu rừng Lào này thì về các bạn ở trong miền Nam có khả năng là trồng nó nở hoa vào đúng dịp Tết này. Đấy. Và còn đây là kim thoa. Lan kim thoa này, còn có 2 3 dề đây. Lan kim thoa 100.000 một kg đây các bạn ạ. Và còn đây là đùi gà dẹt. Đùi gà dẹt còn ít hàng dài đẹp đây. Đấy, 180.000 một cân nữa, đùi gà dẹt ạ. Còn ở đây là hàng cây giống này. Hàng cây giống mà hàng xấu xấu này, 140.000 một cân thôi các bạn ạ. Đùi gà dẹt nhá. Còn bên này đây là đùi gà tròn. Em có dê đùi gà tròn này, giá là 250.000 một cân này. Các bạn nào lấy thì em ơi. Ô cái rễ này tỉa bớt đi mới được. Nói chung rễ này để cũng được mà, tỉa cũng được. Nói chung nó cũng nhẹ thôi. Cái này em tỉa đi để gửi hàng gọn gàng cho các bác nhá. Dề đây, còn 2 dề thôi. Ở đây một dề nữa. Dề này chắc độ hơn cân tí. Tất cả có 3 dề nhá các bạn nhá. Em tính tiền là 250.000 một cân này. Em cân lên tính tiền này. Còn đây là đùi gà tròn này, hàng kg đây. Loại hàng đẹp. Đây thì dài đẹp luôn này. Là 250.000 một kg nhá, đùi gà tròn ạ. Đùi gà tròn thì cũng mới tàn hoa mùa này thôi. Đấy, như dề này đây thì vẫn còn hoa này. Lô hàng thì nó ở vùng, theo từng vùng hoa nó sẽ tím giống nhau nhá. Hoa tím này khá đậm nhá. Hoa nó tàn hết rồi. Đấy, đùi gà tròn đấy, 250.000 một cân. Còn đây loại hàng cây giống. Cây giống đi nhá các bạn nhá, 180.000 một cân đây này. Đó, 180.000 một cân thôi. Còn cái bó này đây thì bác nào siêng năng chăm chỉ thì lấy về lọc ra, trồng lên này, ghép này. Phải gần 3 cân luôn bó này. Cái hàng như vậy là hàng hàng thải rồi các bạn nhá. Em định bảo vứt vào góc vườn đi nhưng mà thấy tiếc tiếc thì chia cho bác nào thích trồng thì đấy, em gửi đi cho. Đấy, mua cái hàng giống này 2 cân em gửi luôn cái đấy một đống. Thì tất cả các bác có gần đấy 5 cân. Mua cái hàng giống này 2 cân thôi là em tặng cái bò đấy là gần 3 cân nhá. Để về các bác siêng năng thì các bác ươm ki lên vẫn tốt. Và mầm gốc vẫn lên ok nhá, đây này, mầm gốc vẫn lên ok này. Được chưa? Chẳng qua là nhìn thân lá của nó quá là sơ xác và gần như là không có thân tơ rồi đấy. Và còn đây là long tu đá hoa tím. Long tu đá hoa tím đây. Mặt bông đây. Bông này còn hơi nhạt màu tại vì mới dỡ trong thùng ra thì màu sắc nó bị sạm đi. Long tu đá hoa tím có giá là 200.000 một kg nhá các bạn nhá, hàng đẹp đấy ạ. Đấy, hàng đều đẹp luôn. Không có hàng giống. Còn cái này đây thì lấn cả lọc. Bó này em để giá cho là 100.000 này, lấn cả ngọc thạch long tu đá tím và long tu đá hoa trắng này. Đấy, là 100.000 này. Đó. Còn đây là hoàng lạp lấn sơn thủy tiên rồi. Có phải hoàng lạp. Hoàng lạp 150.000 một cân. Đây. Còn lấn ít sơn thủy tiên ở đây chút nữa chúng em sẽ lọc hàng ra. Đây cũng là sơn thủy tiên này. Đây cũng là sơn thủy tiên này. Đấy. Đây là hoàng lạp đây. Sơn thủy tiên đây. Sơn thủy tiên đây. Đấy, sơn thủy tiên đây. Cái này cũng là sơn thủy tiên này. Có ít hàng hoàng lạp thôi các bạn ạ. Bó này là một nửa sơn thủy tiên, một nửa hoàng lạp này. Đấy. Cái này cũng là sơn thủy tiên này. Nó lẫn lộn đấy nhỉ. Nó gửi hàng kiểu gì đấy. Đấy, sơn thủy tiên. Cái này cũng sơn thủy tiên đấy nhé. Thất thân nó héo đấy nhé. Có độ khoảng 2 cân hoàng lạp thôi. Lấn vào đây rồi. Rồi thì 150.000 một cân hoàng lạp ạ. Và còn đây là kim điệp thơm đây. Kim điệp thơm, mặt bông kim điệp thơm đấy nhá các bạn nhá. Mặt bông rất là bóng ạ.
nhựa cánh như nhựa ấy ạ. Hoa rất là thơm luôn ạ. 200.000 một cân thôi, loại hàng bán theo giá loại hàng cây giống thôi các bạn ạ. Còn đây là hoàng thảo xoắn có giá là 250.000 một cân. Còn cái loại hàng giống này chắc độ khoảng 2 cân. Có ở đây độ khoảng 2 cân này thì có giá là 200.000 thôi loại hàng giống, còn loại hàng đẹp là 250.000 một cân nhá. Đấy, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan mà cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền có để chia sẻ cho mọi người. Thì mọi người quan tâm những mặt hàng nào vui lòng điện thoại gọi trực tiếp cho chúng em hoặc là nhắn tin trực tiếp cho chúng em nhé. Em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc ạ.